Giáng trị bình bốc lửa thật đấy, he he. Thằng Dương này, sao lại lén lút thế hả? Chị Bình, nhìn chị từ phía sau đẹp thật đấy. Cái thằng này, nghe nói mấy hôm trước cậu mới từ Kim Lăng về. Kim Lăng có gì vui không? Vui chứ, bên đó gái đẹp đầy ra. Đứa nào đứa nấy cũng eo thon, chân dài, mông to như chị Bình vậy. Cậu có nhìn thấy dáng chị bao giờ đâu? Sao cậu biết chị eo thon, mông to? Chị Bình, chị quên hôm nọ chị tắm xong, sấy tóc ở nhà rồi à? Dáng chị bốc lửa lắm. Diệp Bình liếc nhìn Trần Dương, cô cảm thấy người nóng gian, rồi cúi đầu xuống. Á, chị Bình, em muốn, Dương Tử, cậu muốn gì, chị chiều cậu hết. Ai đấy, coi điện thoại cũng không biết chọn thời điểm gì cả. Hello, giám đốc Trần, bây giờ anh rảnh không à? Ừ, lão Lưu, sao thế, nhà máy đồ hộp có chuyện gì à? Giám đốc Trần, dây chuyền sản xuất hoa của đóng hộp của chúng ta đã lắp đặt xong rồi ạ. Tôi muốn mời anh đến xem qua. Ồ, lão Lưu, anh làm tốt lắm, tôi qua đó ngay bây giờ. Dương này, mấy hôm nay chị hơi mất trí. Vừa nãy toàn nói nhảm thôi. Cậu đừng để bụng nhé. Chị Bình, dây chuyền sản xuất hoa của đóng hộp của chúng ta lắp đặt xong rồi. Chị có muốn đi xem không? Thôi, cậu cứ đi làm việc đi. Nói xong, Diệp Bình đỏ mặt quay người bỏ đi. Giám đốc Trần, hoa của đóng hộp của chúng ta sắp có thể sản xuất hàng loạt rồi. Nhưng bây giờ có một vấn đề. Mê mơ, còn vấn đề gì nữa? Đồ hộp giò heo của chúng ta bây giờ đã bắt đầu bán được rồi. Nhưng mà đồ hộp hoa quả vẫn chưa mở được thị trường. Tôi lo lắng về đầu ra của loại đồ hộp này. Lão Lưu, anh cứ tập trung sản xuất ở nhà máy đồ hộp cho tốt là được. Mấy hôm nay tôi sẽ đến Đằng Dương để khai thác thị trường ở Đằng Dương trước, rồi sau đó sẽ từng bước mở rộng ra bên ngoài. Giám đốc Trần, anh đã có tính toán thì tốt rồi. Vậy tôi đi làm việc ở nhà máy đây. Ngày hôm sau, Trần Dương đến siêu thị của Đinh Tiểu Lục. Anh Dương, hôm nay sao anh lại đến đây? Tiền đồ hộp của chúng ta vẫn chưa đến kỳ thanh toán mà. Không phải đến để thanh toán tiền đồ hộp đâu. Tôi có việc muốn bàn với cậu. Chuyện gì vậy anh? Tiểu Lục, dạo này đồ hộp giò heo bán thế nào? Cũng tạm được anh ạ. Anh Dương, đồ hộp giò heo kho tàu của anh tuy chất lượng rất tốt, nhưng mà giá lại quá đắt, nên người mua vẫn không nhiều lắm. Tiểu Lục, đây là sản phẩm mới của tôi. Đồ hộp hoa quả, cậu thử xem. Anh Dương, đồ hộp táo này của anh được đấy. Ăn nó cứ như được trở về với thiên nhiên vậy. Tôi thậm chí còn cảm thấy trong không khí có cả mùi cỏ cây. Tiểu Lục, đây là đồ hộp táo mới mà tôi sản xuất. Để ở chỗ cậu bán thử trước xem sao. Được thôi anh Dương. Đồ hộp táo này anh định bán với giá bao nhiêu? Đồ hộp táo này cùng giá với đồ hộp giò heo, bán cho các cậu 500. Giá bán lẻ trên thị trường là 666 tệ. Đắt thế này thì chắc khó bán lắm. Giá đồ hộp táo này cao quá. Cứ để ở siêu thị của cậu bán thử xem sao. Không được thì lại nói. Anh Dương, vậy tôi cứ thử bán xem sao. Đồ hộp táo này cuối tháng thanh toán được chứ? Được. Từ siêu thị của Đinh Tiểu Lục đi ra, Trần Dương lại đi đến vài siêu thị khác ở thành phố Đằng Dương. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả bọn họ đều chê giá đồ hộp quá cao, rồi sau đó mắng Trần Dương xối xả. Những ông chủ siêu thị này đúng là không có tầm nhìn gì cả. Đúng lúc Trần Dương đang buồn phiền thì một người đột nhiên đi đến trước mặt anh. Mê mông, anh bạn, cậu để tôi tìm vất vả quá. Chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi. Người này là ai vậy? Hình như tôi không quen anh ta. Không phải là kẻ lừa đảo chứ? Anh bạn Trần, cậu quên tôi rồi à? Tôi đã từng mua của cậu bốn của tao với giá 500 tệ đấy. Lưu Chí Kiệt vừa nói xong, Trần Dương mới nhớ ra. Lúc anh mới về làng Hoàng Ngư, đem táo ra thị trấn bán. Phần lớn số táo đều bị Thường Hữu Phát mua hết. Bốn của táo cuối cùng chính là bị người này mua. Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Lâu lắm không gặp. Tôi tên là Lưu Chí Kiệt, là người phụ trách của cục thể thao. Anh Lưu, chào anh. Tôi tên là Trần Dương, trưởng thôn làng Hoàng Ngư. Không ngờ thật đấy, anh bạn Trần còn trẻ như vậy mà đã là trưởng thôn rồi. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Đâu có, đâu có, vẫn là anh Liêu giỏi hơn. Anh là người phụ trách của cục thể thao thành phố Đằng Dương cơ mà. Nói ra thì tôi cũng phải cảm ơn bốn của táo của cậu đấy. Nếu không thì đội bóng rổ thành phố Đằng Dương của chúng ta đã thua rồi. À đúng rồi anh bạn, mấy của táo của cậu ngon thật đấy. Lần này cậu mang đến bao nhiêu? Anh Liêu, lần này tôi đến Đằng Dương tuy không mang theo táo, nhưng lại mang theo không ít đồ hộp táo. Đồ hộp táo này cũng giống như mấy của táo mà anh mua lần trước. Vị rất ngon, hơn nữa còn có thể giúp người ta nhanh chóng hồi phục thể lực. Đồ hộp táo cũng được, cũng được. Mau đưa đây cho tôi nếm thử nào. Lưu Chí Kiệt nhận lấy đồ hộp táo, lập tức ăn ngay. Không bao lâu, hộp đồ hộp đã bị ông ta ăn hết. Ngon, đồ hộp táo này ngon thật đấy. Anh bạn, đồ hộp táo này bao nhiêu tiền một hộp? Giá bán lẻ trên thị trường là 666 tệ một hộp, giá bán buôn là 500 tệ một hộp. Anh bạn, đồ hộp táo của cậu giá cả cũng không rẻ đâu. Anh Liêu, anh cũng biết chất lượng và phẩm chất của táo nhà tôi mà. Anh bạn Trần, tôi không hề nghi ngờ gì về đồ hộp táo của cậu. Nhưng bây giờ mọi người đều đang khuyến khích tiết kiệm chi tiêu. Nếu tôi mua đồ hộp đắt tiền như vậy về, em rằng sẽ ảnh hưởng không tốt.
Casey, xem ra chuyện đồ hộp táo này khó giải quyết rồi. Chẳng lẽ đồ hộp táo này thật sự không có thị trường tiêu thụ sao? Anh bạn Trần, tuy đồ hộp này hơi đắt, nhưng nếu cậu chịu chi tiền, thì tôi có cách để đồ hộp trái cây của cậu nổi tiếng đấy. Anh Liêu, anh cứ nói đi. Cần bao nhiêu? Bây giờ tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Anh bạn Trần, cậu hiểu lầm rồi. Tôi không phải muốn tiền hoa hồng đâu. Là thế này, thành phố Đằng Dương sắp tổ chức một đại hội thể thao toàn thành phố. Nếu anh bạn Trần đồng ý tài trợ, thì tôi có thể cho đồ hộp của cậu phủ kín tất cả các hội trường. Đến lúc đó còn có cả phát sóng trực tiếp nữa. Đồ hộp của cậu chắc chắn sẽ nổi tiếng ở Đằng Dương này. Đại hội thể thao Đằng Dương ít nhất phải đầu tư mấy chục vạn tiền đồ hộp táo. Nếu lần này tôi chịu chi, thì sau này đơn đặt hàng sẽ ào kéo đến. Đến lúc đó, vài chục vạn đầu tư sẽ nhanh chóng thu hồi lại được. Hi hi, anh Liêu. Chuyện này đơn giản thôi, tôi đồng ý tài trợ đồ hộp cho đại hội thể thao thành phố Đằng Dương. Anh bạn Trần thật là sảng khoái. Đi, bây giờ chúng ta đến cục thể thao ký hợp đồng thôi. Có một vài chi tiết chúng ta cần phải thảo luận thêm. Anh Liêu, đợi tôi đi lấy xe. Không cần lái xe đâu, cục thể thao ở ngay gần đây thôi. Chúng ta đi bộ vài bước là tới rồi. Nói xong, hai người đi về phía cục thể thao. Trần Dương à, Trần Dương, lần trước ở làng Hoàng Ngưu mày ngông cuồng như vậy, lần này tao nhất định phải đánh gãy chân mày, tao xem mày còn ngông cuồng được nữa không.